Tao quăng xuống sông, tao quăng xuống sông. Không được, chẳng quăng xuống sông, vài ngày cái xác nổi lên người ta sẽ biết. Chứ giờ làm sao? Hay mình đem chôn? Cũng không được luôn, chàng chôn, lỡ có ai đào lên được thì sao? Cái gì cũng được hết rồi, bây giờ sao? Đem trả lại cho anh hai đi. Để từ từ em tính. Chàng, lại đây. Nè, kêu tao ra đây á, có chuyện quan trọng mà không nói, mà cứ thở ra, rồi mặt cứ nhìn xa xăm, rồi cái mặt đâm, rồi cứ âm cái mặt hoài là sao? Thiệt tình, có thằng em khờ khạo, tao nói nó ngu chán gì đâu, mệt ghê. Có chuyện gì nữa vậy? Nó gây họa nữa rồi. Họa làm sao? Ngộ sát. Ngộ sát? Sát ai? Tôi chỉ mới nghe thôi, chưa có tận mắt nhìn thấy. Thiệt tình, có thằng em khờ khạo suốt ngày đi gây chuyện hoài à. Được, vậy là có việc làm nữa rồi. Thôi tao đi nha. Ông làm cái gì á? Mày ơi, mày hẹn cái chỗ, cái đường cũng không có đường đi, trồng nguyên cái cây như vậy, rồi sao mà tao đi? Khó quá. Mày muốn hẹn chỗ khác hả mày? Tao sẽ xử lý thằng khờ. Đấy, cái con kia, chồng mày đâu? Dạ, con chào ông. Chồng con đi săn với anh hai từ sáng giờ chưa về. Ông qua ông hỏi anh hai con đi. Tao mới gặp nó nè, nó có nói gì đâu. Ông kiếm chồng con làm chi? Chồng mày giết người, ngộ sát mày biết không? Giết người? Ừ. Giả tỷ có người chết đi, chồng con tính tình hiền queo à. Ông nghĩ chồng con có giết không? Coi chừng ai đó giết rồi đổ thừa cho chồng con đó. Ông qua ông hỏi thử coi. À, ý mày nói là thằng Tính nó giết đúng không? À, mày nói như vậy là mày vu oan cho người khác, tội nặng lắm mày biết chưa? Cái gì, ông chưa điều tra mà. Thì con chỉ nói vậy thôi, chứ chồng con không có giết người đâu. Ông biết tính chồng con mà. Tao không biết gì hết, tao nghe báo có vụ giết người. Cái xác đâu? Ủa, sao ông hỏi con? Không tin á, ông đi xét đi. Không lẽ con giấu chồng con với cái xác trong cái nhà trò chút xíu vậy hả? Trời ơi, ông! Tổ bà nó! Tưởng nó treo cái võng không à? Được. Ông không tin thì ông đi kiếm đi. Đó, ông thấy chưa? Không có đâu, nhà trống quơ trống quắt à. Tao báo cho mày một điều nha, tao mà điều tra ra được thì đừng có trách tao. Tội che giấu tội phạm là nặng lắm mày biết chưa? Chồng mày đâu? Nói. Tao mà tìm ra nó thì sẽ lòi ra cái xác. Trời ơi, con nói rồi là con không biết thiệt. Giang, chủ mày đi đâu từ sáng giờ vậy con? Con biết không? Sao? Không hả? Con vàng của con ở đó nó không biết ông ơi. Nó biết nghe tiếng người hả? Trời ơi, chó nhà con ngu nó khôn lắm. Nó bắn ý nghĩ vô đầu con là con biết liền à. Nhưng mà người chết không phải chuyện giỡn chơi đâu mà. Ông không điều tra nhanh nhanh là người ta phi tan đó. Nè, điều tra hay không đó là chuyện của tao. Bây giờ tao chỉ biết là mày đang xạo với tao. Con xạo gì ông? Chó mà nghe được tiếng người hả mày? Nè, mày chờ đó, coi chừng tao ha. Chàng ơi, chàng ơi, chàng, chàng ra đi. Đi rồi hả? Ổng đi rồi. Nàng ơi, nhưng mà ta sợ ổng sẽ phát hiện ra không? Chàng ráng nha chàng. Thế nào một chút nữa cũng có người qua nữa à. Chờ tới khuya hãy ra chòi. Ta biết rồi. Được rồi, núp vô, núp vô. Ừ.
thấy thằng khờ đâu không? Dạ không, mà ông kiếm nó là chi? Trời ơi, mày chưa nghe gì hết sao? Chồng mày nói á, thằng khờ nó giết người. Tao qua nhà nó thì con vợ đó nói là chính chồng mày giết rồi đổ cho nó. Nói tóm lại là đứa nào giết? Ủa, nói gì nghe ghê vậy? Ai chết mà con có thấy gì đâu? Tao cũng đang đi tìm cái xác cái thằng khờ đây nè. Thấy nó phải báo cho tao biết, phải ba mặt một lời. Đây, cái tội đây là nặng lắm á, mày biết không? Nhớ gặp má tao liền. Kêu thằng khờ ra đây cho tao. Mày giấu nó đâu rồi? Tôi cũng muốn hỏi chị câu đó đó. Mấy người giấu chồng tôi ở đâu? Mày á, mày nói với trưởng làng là chồng tao giết người, xong rồi đổ tội cho chồng mày hả? Mày phải gặp chồng mày rồi á thì mày mới nói được câu đó. Nó trốn ở đâu? Mày kêu nó ra đây cho tao. À, mày nấu cơm mày đem vô cho nó đúng không? Chị nói với ông Tính, tha cho tôi đi, đừng có qua kiếm chuyện hoài. Mày nói cái gì hả? Tôi đoán thôi nha. Chọc phá vợ chồng tôi rã đám không được, chồng chị muốn nhắm vô chồng tôi. Ai dè xui giết nhầm người khác. Chồng tao chọc cho tụi bay rã đám hồi nào hả? Kéo luôn ông trưởng làng vô ép kìa. Không tin chị hỏi chồng chị đi. Còn vụ giết nhầm người đã nói là tôi đoán thôi mà, thật hư ra sao phải hỏi chồng chị. Chị biết chồng chị dư sức làm chuyện đó mà. Nghe trưởng làng nói là chồng chị đổ cho chồng tôi giết người. Tôi nấu nồi cơm đó để dành sẵn, lỡ mà ảnh có bị bắt tôi đem vô cho ảnh ăn. Ai chứ đấu với chồng chị, sao mà tôi đấu lại? Mày, đời tôi chỉ lấy một chồng, không có ôm cầm thuyền khác. Chị nói với chồng chị buông tha cho vợ chồng tôi đi. Mày tưởng mày cao giá lắm hả? Mày nghĩ mày là ai? Không có cao gì, tôi chỉ muốn sống yên ổn với chồng tôi thôi. Đừng có kiếm chuyện nữa. Tôi đang chờ chồng tôi về, không có muốn nói chuyện nữa. Chị đi đi. Mày coi chừng tao đó nha. Thứ gì á? Giờ Trăng rút trước đi. Vậy nàng cẩn thận nghe. Đi lẹ đi. Đi đường này nè. Cẩn thận nha. Thằng nào ngủ ở đây vậy? Không phải. Chết người. Không phải con trưởng làng ơi, không phải con. Hết chỗ nhà mày. Mày qua bên kia. Nè, thằng này. Để cầm vật chứng cho tao. Trưởng làng ơi, trưởng làng ơi, không phải con đâu. Thằng này, tại nó ăn trộm. Nó ăn trộm cơm kìa.
chắc tại nó ăn no quá. À, trưởng làng ơi, nó chết no. Nó chết no chứ không phải con đập đâu. Nó chết no đó trưởng làng. Trời ơi, chết. Chết no. Chết mà chết no hả mày? Nói vô lý. Lên quan mày. Trưởng làng ơi. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mình ơi. Chuyện gì? Mình ơi. Ủa, mình, ông trưởng làng. Mình là cứu em mình không phải em. Cái thằng này. Cái gì vậy? Mình ơi, hồi nãy em cãi nhau với mình á. Cái em lỡ tay em đập nó có mấy cái nhẹ hiều à mình ơi. Em không có giết người. Cô gì mới nói gì? Dạ. Đây nè. À, cô lấy cái cây này cô đập thằng này. Dạ dạ em đập nhẹ hiều à mình ơi. Nhẹ hiều nó chết là đúng rồi. À? Bây giờ ông là trưởng làng, ông xử lý chuyện này đi. Chính cô ta là kẻ giết người. Mình. Sao mình nỡ lòng nào để ông bắt em hả mình? Buông ra. Ê, thiệt vậy ha, tao bắt ai nha. Không có mình ơi. Anh Tấn, còn vụ cái xác kia sao? Bây giờ tới đâu rồi mình tính tới đó đi. Chừng nào tìm được cái xác kia mình tính tiếp. Mình ơi, mình ơi. Cái này là chồng mày kêu tao làm. Thương đàn bà con gái tùm tướp hung dữ. Xách đầu nó đi mày. Không, dạ. Mình ơi cứu em, mình. Ê. Ơi. Mình ơi cứu em. Đi, lại lên. Mình đi. Ơi cứu em, nó không giết người mình ơi. Tính đem cái xác qua bên đó cho mình hai ông đáng đời, mà ai về đâu người bị bắt lại là chị hai. Tội nghiệp quá mình. Thì cũng tại mấy người đó cố tình hãm hại mình mà, bị vậy cũng đáng đời. Không lẽ để bà ở tù rụt xương luôn hả mình? Cái này chàng để em từ từ tính. Thôi khuya rồi, chàng đi ngủ đi nha. Chàng đừng có lo. Vô đi. Nhớ lẹ lẹ nghe chưa? Dạ. Mày tới đây chi? Mày coi tao thân tàn ma dại cho mày hả dạ hả? Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Tôi chỉ muốn giúp chị ra khỏi đây. Mày giúp tao ra khỏi đây hả? Mày nghĩ mày là thần thánh hay gì? Không thù tao thấu xương thôi chứ. Tôi không phải là thần thánh gì, mà cũng không có rảnh thù dai như chị. Chị không tin thì thôi, ở đó mà chờ chồng chị cứu. Mà coi bộ vợ đi tù khỏe quá, đâu có ló mặt tới thăm đâu, đúng không? Mày muốn gì? Muốn đổi một thứ. Trả nhà của cha tôi lại cho tôi. Ruộng đất bao nhiêu cứ lấy. Nhà là của cha tôi, vợ chồng tôi phải hương khói tổ tiên. Tôi không có muốn vợ chồng chị làm nhơ nhuốc nó. Mày nói cái giọng đó mà mày mong tao trả nhà cho mày hả mày? Chị coi lại đi, chị đang ở trong ngục đó. Chỉ cần chồng tôi ra làm chứng cái xác đó là chồng chị giao cho chồng tôi ở trong rừng, thì hai vợ chồng chị sẽ đoàn tụ ở trong đây. À, cái xác chứng tỏ là tao đâu có giết người. Tao biết mà, hai đứa bay đem bỏ vô nhà tao đúng không? Mày đúng là bỉ ổi. Câu trước đá câu sau, chị bị bắt quả tang, chị lấy gì chứng minh chị không giết? Trong khi chồng tôi khai ra một cái là chồng chị chết chắc luôn. Chị không muốn vậy mà đúng không? Mày á, mày kêu thằng khờ nó nhận nó làm đi. Tội ngộ sát, bất quá ở tù vài năm. Nó đi tù mày còn khỏe. Tao nói chồng tao nói với ông trưởng làng cho. Đâu có dễ vậy. Tôi không tin vợ chồng chị. Bây giờ làm gì bằng trả nhà lại đi, rồi tôi làm chứng cho. Mày, mày kêu ông tính cho tao. Cái gì? Nó biểu trả nhà. Trả đi mình, để em được thả ra. Rồi về mình quật lại vợ chồng nó, tống vợ chồng nó vô trong đây cho hả giận. Thấy cũng được đó. Nhưng mà nói thiệt với Lắm nha, từ lúc mà cô rời khỏi cái nhà đó bình yên hẳn ra. Tự nhiên tôi lại không muốn trả nhà. Thôi vậy đi ha. Mình đối xử với em như vậy sao? Hay là đóng bè thả trôi sông? Cái gì? Đóng bè thả trôi sông thật hả? Trời ơi, mày xúi tao giết người hả? Nè nè, thằng Tính, bây giờ ha,
Mày có trả tao 9 bạc 10 vàng, mày xúi tao làm chuyện đó hả? Tao không bao giờ tao thèm làm đâu. Nè nè nè, ông nên nhớ là tôi với ông đang cùng xuồng đó. Thì coi như mày chèo ra giữa sông mày đạp tao xuống cho rõ đi. Đạp sao được mà đạp. Ông còn nhớ vụ thằng Đẹp không? Bị ông ép lấy đất, tức quá mà tự tử chết. Mày thằng khờ nó chết mới hết chuyện. Còn vụ thua đủ gì đó thì tôi sẽ tính với ông sau. Còn con vợ tôi hả? Thôi ông nhốt luôn đi. Gì? Mày tính bỏ vợ mày luôn? Tôi đâu có muốn lấy đâu. Tại nó đeo tôi quá, vô thế cho nên tôi mới lấy nó thôi. Vậy là mày dứt quyết mày lấy em dâu mày hả? Nó có gì mà mày mê nó dữ vậy? Ừ, mê không mê gì tính sao đi. Bây giờ đàn bà mà cứng quá đó, tôi phải dạy cho nó một bài học. Trời đất ơi, giết em ruột, giết luôn vợ, lấy em dâu. Cũng may nó chỉ là dân thường thôi. Nó mà làm quan, đất nước này làm sao chịu nổi chứ. Mở, dạ, trói nó lại cho tao. Dạ. Ông ơi, nè, ông ơi, con ông có ơi, làm gì đâu, gì sao lại bắt con? Chồng con tội gì mà ông bắt chồng con? Xem cho cùng á, là chồng mày nó có cái tội á, là nó có vợ đẹp mà còn giỏi nữa. Ủa, tội gì kỳ vậy hả ông? Cái tội đó là tội bên lề thôi, tội này tội chính nè. Dạ. Mày là cái thằng mang cái tội gấp lửa bỏ tay người. Ơi, ông nói cái gì vậy? Con có gấp lửa bỏ tay ai bao giờ đâu. Trời ơi, tôi quên. Nói chửi với cái thằng này giống như đàn gãi tay câu vậy. Ý là tao nói là mày á, mày bỏ xác chết qua nhà người ta. Sao không biết? Trời ơi, đó, thấy chưa? Chưa đánh mà đã khai rồi, thấy chưa? Nếu vậy, ngửa bài luôn đi ông. Được, bài đâu? Mày, bài bạc gì ở đây? Ý còn là kêu ông Tính qua đây, ba mặt một lời. Ừ, kêu thằng Tính qua đây. Ê, 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 nè, mày sai tới tao hả mày? Hả? Bỏ, đạp giải nó ra sông lớn, đóng bè thả trôi sông. Trời ơi, trời ơi, cứu chồng trời. Trời ơi, mày tách thằng nó ra, để nó dính với nhau kìa. Buông ra, buông ra, buông ra. Cứu chồng ơi, trời ơi. Ông ơi, ông ơi ông, con xin ông, chồng con có phạm tội gì á cũng phải ra quan xét xử đàng hoàng. Chưa gì hết, ông cho đóng bè thả trôi sông rồi, vợ chồng con sẽ sống âm dương cách biệt. Ông không cho con nhắn gửi lời nào với chồng con hả ông? Ừ. Trời đất ơi, chết mà còn nhắn gửi lời này lời nọ nữa hen. Thôi được, gửi đi. Dạ con cảm ơn ông. Chồng ơi, ông tổ em á là cẩn thận cho Long Dương. Anh có xuống anh gặp ông tổ, anh nhắn cho ông tổ một bí mật nha. Trời, thần Long Dương về đây bay. Con xin ông, con xin ông, con lại ông. Ông đừng đóng bè bằng đá, bè nào thì cũng chết. Con xin ông cho đóng bè bằng bưởi đi. Bè bưởi nó thơm, nó rẻ thẳng sống. Đưa chồng con xuống gặp Long Dương. Ông tổ con đang làm cẩn thận ở dưới Long Dương đó ông. Xạo quá mẹ ơi, mày gạt tao nữa hả? Không có, ông nghe con nói nè. Có kỳ con đi cầu đồng, ông tổ con lên nhắn với con vậy, nói là gia tộc con á là có người có thần lực, nếu mà chết xuống dưới là sẽ gặp lại. Ông có nhớ vụ mà chồng con lấy đá ướt trả lại cho lũ tiểu yêu trên núi không? Con thấy chồng con á có thần lực cho nên là con mới lấy đó. Thiệt không? Dạ thiệt. Như vậy chứ ông nghĩ sao chồng con khờ khờ như vậy mà lấy đục bùa của công chúa yêu? Ông chừng xuống dưới ông tổ con mừng quá, còn gửi quà lên hậu tạ cho ông nữa đó. Chàng chết mà được ông tổ con chăm sóc vậy cũng đỡ, bản thân ông cũng bớt bị giày dò, đúng không ông? Ừ. Quan trọng là có quà. Quà? Dạ. Nhớ nhắn, tao bị dị ứng tôm. Chàng ơi. Thôi mày về lẹ đi, giờ tao dễ làm chứ mày đây tao khó làm lắm, đi đi. Dạ. Đi đi, mày đứng cho tao khó làm lắm. Đi đi. Nhanh lắm. Dạ, đi đi. Trời ơi. Đi đi. Chồng ơi. Đi đi. Ông ơi ông.
Từ nhỏ cha sanh mẹ đẻ tới giờ á, lần đầu tiên con thấy cái lọng nó bự bự vậy đó ông. Lạ quá ông. Chạy nó đi, cho nó ân huệ cuối, lỡ mình giết lầm cũng không có kỳ. Dạ. Ê... dạ, nếu mà sợ giết lầm thì tại sao ông không xử đàng hoàng đi ông? Mày điên hả mày? Mày coi á, công chuyện ở làng thì đăng đăng đê đê như vậy. Mày biểu tao bây giờ tao đem ra xét xử, thời gian đâu mà làm. Hỏi đứa nào cũng chối, đứa nào cũng chối. Mệt lắm. Nếu mà ông thấy sợ cái vị trí trưởng làng ông xử không được á, thì ông đưa lên quan huyện đi. Mày khùng. Trời ơi, cái chuyện chút xíu vậy mày kêu tao đưa lên trển. Tao đưa lên trển lỡ như quan huyện ông đánh giá tao kém cỏi không đủ năng lực, rồi ông cho tao về giường rồi sao? Nhưng mà ông ơi, ông thả cái lọng bự như vậy, lỡ nó nổi, nó sốc, rồi nó đi nó nói tùm lum à. Nó nói ông là gian manh, gian xảo, gian tà, tóm lại lọng gian ác á. Mày rảnh không? Dạ rảnh. Giang cái chân ra đi. Dạ. Mày, tao cho mày sụi luôn, mày khỏi nói nha mày. Ông trưởng làng ơi, kiểu này chỉ có chết chắc thôi, sống không có nổi đâu. Mà tôi cũng muốn chết nữa, sống làm khổ vợ khổ con quá à. Mà nếu lỡ có sống, tôi cũng không có nói chuyện này ra đâu, ông yên tâm. Thấy không, mày thấy nó không? Nó gần chết rồi mà nó còn thánh thiện tới cỡ đó. Con người đó mày thấy không? Thằng này đảm bảo nó chết xuống rồi, qua ngày hôm sau nó đầu thai lên liền. Dạ. Thôi thả nó lẹ đi rồi còn về. Dạ. Mày, lần đầu tiên con thấy có người muốn chết mà nói vậy. Anh Khờ ơi, cái này là ông trưởng làng ông ép tôi làm chứ tôi không muốn đâu nghe.